Và bài tập band hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập band một bài tông trưởng, đó là bài Hoa Trinh Nữ. Ai có sách rồi chúng ta lật ra trang 42. Ai có xăm lơm 18 chúng ta chọn cho sang phần 40 bài band La Thứ. Chúng ta chọn bài Hoa Trinh Nữ. Ai chưa có sách chúng ta nhìn lên màn hình và tập cùng nhau bài Hoa Trinh Nữ, tác giả Trần Thiện Thanh. Style Rumba Tempo 84, tông đô trưởng. Ở phần intro chúng ta sẽ có hai tiếng cần sử dụng, đó tiếng bell và tiếng kìm ha. Ok. Rồi bây giờ Sang sẽ cho Sam lên 18 nó chạy câu intro và chúng ta cùng tập với nhau nha. Tông trưởng nha mọi người, đánh đô trưởng nha. Đô đô rê son. Đô la son mi son rê. Đô rê mi son la son. Đô la son đô rê son. Nói tiếng kìm nè. Son la đô rê đô rê. Đô rê mi son mi son. Son la đô rê đô la rê đô la son. Đê đô la son. Đô 2 3 4 phiêu rồi. Câu intro khá đơn giản ha, sang đánh luôn nha. Nói tiếng nè. Qua muôn rừng hoan. À nhích rung nha. À qua một rừng nhích. Là rừng rừng nhích. À chữ rừng có hai nốt, rừng là đồ rê ha. Chúng ta ben hai chữ đốt đồ, nhích và rung. Qua nhích nè, rừng chữ đầu nữa. Rồi gió núi kéo chữ gió. Gió núi theo sợi du lùi đường trên vai. Rồi dòng thứ hai nha, gạt hoài cây hoa dài. Giờ kéo rung là lẻ loi nè, kéo rung là trẻ loi bên đường. Rồi kéo rung tiếp. Rồi hoa chính nữ. Dòng thứ ba kéo chữ hoa. Hoa chính nữ nữ gạt. Dòng thứ tư nha, kéo rất miên dám như gạt. À nhích chỗ là hai chữ vàng là hai nó vàng vàng tươi ha, nhích chỗ là tươi. Rồi dòng kế cuối gạt nó son rung đô dê kéo. Dòng cuối cùng rung đô. Rồi ha, rồi cũng đơn giản mọi người. Và Sang sẽ đánh lại một đại cho mọi người nghe thử nha. Xong phần 1 ha. Phần 2 xưa thành là xưa, giống y chang lại cái câu đưa đầu luôn ha. Chúng ta áp dụng vô qua là được ha. Bây giờ chúng ta tới phần điệp khúc. Tôi không phải là vua. Kéo nhẹ mi nè. Tôi không là nhích xì. Phải là vua nên mộng nhích. Xón gạt. Là dòng thứ hai. Như yêu kéo. Như yêu nhích là một loài hoa trên vùng nè. Trên vùng nhích kìa chữ đá. Rồi buồn phiền. Dòng thứ ba. Loài hoa không. Loài hoa không. Không sắc màu. Và đúng hai chữ đô sao ha. Loài hoa là không là hương. Hương không. Hương là không sắc màu. Như loài hoa đi kiếm lá mây thơ. Rồi ha.
Rồi câu phần sau, tôi không phải là vua. À, không là vua, tiếp tục. Tôi không phải là vua, kéo nè. Tiếp vào dòng không ngọc ngà kiều hoa. Dòng cuối nè, kéo là kéo mì. Nhớ người, nhớ hoa, hoa, hoa nhớ người. À, hoa nhớ người yêu rất xa. Rồi, để thắng đánh lại quy khúc được khúc cho mọi người nha. Nhiều và phần sau nâng nhẹ một cây ha, giống như nhanh khúc đầu nữa là xong. Rồi bây giờ Sang sẽ cho bài nó tự intro ha, và vô bài Sang sẽ tập band một lần cho mọi người cùng nghe nhé. Bạn đi dài quá cho nên Sang cắt ngắn bớt ha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở bài kỳ sau.